Lê Thúc Vân. Vận khí thật không tồi nha, tránh mưa một chút mà vớ được dù làm ăn. Đại ca, đừng nhúc nhích. Làm sao vậy? Muốn thử sức sao? Mau đi đi. Hắn như vậy mà kêu chúng ta đi. Những năm đầu chân quốc, các thứ tà môn ngoại đạo, yêu quái ác thần, bốn vị pháp vương của Can Đảm giáo tự xưng mình đồng gia sắc, bách độc bất xâm. Kỳ thực là bàn môn tà đạo. Vạn vật giáo phái tuyên bố nữ oa tại thế phổ độ chúng sinh, nhưng chỉ là màn kịch che mắt. Mà trong cảnh loạn lạc này, cuộc chiến chống dị đoan của các nhân sĩ tri thức chưa hề ngơi nghỉ. Xin hãy phù hộ chúng tôi, không cần phải quỳ. Mọi người đừng tin những thứ này. Ngô Trọng Phong, Tôn Thông, Tôn Cẩn, thế gian này vốn không có thần quỷ, chỉ có mình mới có thể tự cứu mình. Đứng lên, ngươi tự lo cho mình trước đi rồi hãy nói. Còn chiêu trò gì thì cứ lôi ra hết đi. Chân thần giá đáo, vô lượng lão tổ, giả thần lui tán, đi nhanh lên. Lừa đảo, đúng là lừa đảo mà. Mau cút đi, lại thêm một tên giả thần giả quỷ. Chúng ta chính là Lục Giáp Thần Môn, đây là môn chủ của chúng ta, vô lượng lão tổ. Lão tổ có năng lực hô phong quán chủ, hái sao che trăng, trần tứ hải. Các ngươi nhanh chóng tới đây bái kiến, các ngươi sẽ được ngày ngày bình an. Yêu ngôn hoặc chúng. Lại thêm một người nữa sao? Người này đúng là lợi hại quá. Yêu thuật. Yêu nghiệt. Là ảo giác. Người này thật là có bản lĩnh, thiệt là thần kỳ.
Đây là giả, ảo giác. Ảo giác thôi. Chúng ta có đức hiếu sinh, Bất Ngô. Không so đo với người. Người đi đi. Còn không mau bái kiến chân thần. Vô Lượng Lão Tổ thần công cái thế. Vô Lượng Lão Tổ, Bất Ngô. Bác sao rồi? Vô Lượng Lão Tổ thần thông cái thế. Qua trấn phải gặp tai ương rồi. Vô Lượng Lão Tổ, Vô Lượng Lão Tổ. Chờ liệt quân trở về, bọn hắn đừng hòng kẻ nào chạy thoát. Vô Lượng Lão Tổ. Khách quan, đây đều là những mẫu son mới nhất năm nay. Ngài xem, ngài đã chọn rất nhiều rồi. Cuối cùng là chọn cái nào? Để tôi nghĩ một chút. Ông chủ, thần bài của ông tới rồi. Thần tướng quang lâm, tiểu nhân không kịp nghênh đón. Chờ một chút, đợi một chút. Nhìn gì mà nhìn? Đi. Khoan đã. Đồ của ta. Trả lại cho ta. Dương Liệt Quân. Đồ gì chứ? Đây. Là tôi lấy. Tật cổ tái phát thôi. Chỗ tiền này nếu đã ở chỗ bọn ta thì chính là của bọn ta. Đưa lại đây. Vậy sao? Vậy ngươi bây giờ đang trong tay của ta thì chính là của ta. Ông chủ, cái này là tiền son. Còn cái này, thật ngại quá. Tôi tình nguyện. Để tôi đi. Tôi tình nguyện. Người vào đi. Tôi tình nguyện. Lục giáp phối lục đinh. Tôi tới trước. Để tôi. Tôi tới trước. Các cô điên rồi sao? Tỉnh táo lại cho tôi. Tà giáo này rõ ràng là muốn làm nhục các cô. Vậy mà các cô từng người một vẫn chủ động hay sao? Cần cô quản sao? Phải đó. Du học là ngon lắm sao? Thời đại này không phải bị người khác làm nhục thì là làm nhục người khác. Cô có người cha tốt. Chúng tôi không có thứ gì sợ cái gì chứ. Các cô phải tin tôi, bọn chúng đều là người xấu. Mắc mớ gì tới cô chứ? Có tiền là ghê lắm sao? Tôn đại tiểu thư. Lâu rồi không gặp nha. Trần Tứ Hải, sao lại là ngươi? Vẫn biết ngươi là một tên vô lại. Không ngờ ngươi lại là cùng một vụ với đám tà giáo này. Mau thả ta ra. Nếu không thì sao? Gọi cái người trong lòng của cô, Dương Liệt Quân, tới trừng trị ta sao? Ta nói cô nghe, hắn ta có tới thật thì cũng không sợ đâu. Bởi vì tới lúc đó, chúng ta đã thành vợ chồng rồi. Chờ một chút. Làm gì? Anh trói tôi như vậy sẽ khiến cho mọi người mất hứng đó. Hay là anh thả tôi ra đi. Dù sao ở đây cũng là người của anh. Tôi cũng không chạy được đâu, được không? Được đó. Bắn không trúng.
Liệt quân. Ngươi là ai? Ngươi làm gì vậy? Liệt quân. Sư phụ, người giúp tôi chăm sóc cô ấy trước. Được. Cẩn thận Phật tổ. Nhảy xuống từ đây thôi. Cầu thang đã bị chặn rồi. Ở đây có vẻ hơi cao đó. Không kịp nữa rồi, nhanh lên. Xin Phật tổ phù hộ. Tạ ơn Phật tổ, tạ ơn Phật tổ. Thuốc văn. Đi mau. Bên này. Mau lên. Người đâu? Bên này. Thúc Văn, để về khi nào vậy? Về rồi sao không tới thăm chúng ta? Lần này còn đi nữa không? Mặt của đệ sao nóng như vậy chứ? Hay là sốt rồi? Không sốt mà. Sư phụ, Thúc Văn, con về khi nào vậy? Sư phụ, con đã tới võ quán, nhưng lại thấy đóng cửa. Thế đạo gian nan, từ lâu đã không còn ai học võ nữa rồi. Ta đã chuyển tới đây được ít ngày, đều là Cẩn Nhi chăm sóc cho ta. Thúc Văn, con luôn vận chuyển hàng hóa ở phía Tây. Ta hoàn toàn không có tin tức của con. Con vẫn tốt chứ? Đồ nhi bất hiếu. Kỳ thực. Ta biết, ta biết. Sư phụ đều biết rồi. Bây giờ tàu thủy, tàu quả, ô tô của người ngoại quốc đều tới rồi. Rất nhiều tiêu cục đóng cửa. Con chắc chắn cũng sống không dễ dàng gì. Thúc Văn, người luyện võ chúng ta không chỉ cần tu thân, quan trọng hơn là phải tu tâm. Tu tâm. Vạn tâm kinh.
Thúc Văn, đêm nay tới phòng ta. Được. Đẹp không? Đẹp. Đệ yên tâm đi, tình hình của đệ Bác Ngô đều nói cho chúng ta biết rồi. Ta cảm thấy đối với đệ mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Huống hồ sư huynh của đệ cũng đang cần đệ giúp đỡ, phải không? Thực ra lần này đệ về đây, Thúc Văn, đệ cao bao nhiêu? 绝对 đẹp lắm đó. Đệ thấy sao? Dáng người của đệ và Liệt Quân gần giống nhau. Ban đầu e rằng không hợp, nhưng mà nhìn kỹ thì không tệ nha. Hay là đệ cởi ra nha. Khoan đã, khoan đã. Chờ một chút, chờ một chút. Nhìn đi, nhìn đi. Đó là cái gì? Thúc Văn, Tiểu Văn, sư huynh, Liệt Quân, làm gì mà lén la lén lút vậy? Muốn cho muội niềm vui bất ngờ. Tặng cho muội đó. Muội thích màu này lắm. Tiểu Văn, mấy chiêu vừa rồi của đệ thú vị thiệt nha. Thử lại xem. Liệt Quân, sư phụ, A Cửu đi chuẩn bị một ít thịt rượu đi. Dạ. Chiêu pháp của Liệt Quân là tôi luyện từ trên chiến trường, cho nên vô cùng dũng mãnh. Thúc Văn vận chuyển hàng hóa dựa vào tình cảm và thể diện, xuất thủ có chừng mực, có thể nhân đạo, có thể nhẫn nại, cũng là hào kiệt. Sư phụ mừng trong lòng. Con nghe nói chuyện của Lục Giáp Môn từ trong thư của Cẩn Nhi, nên đặc biệt trở về chuyến này. Hôm nay con âm thầm dò xét trên trấn một ngày, quả nhiên tà giáo hại người. Những ngày này bọn chúng ngày càng táo tợn. Cách đây không lâu còn làm ra cái chuyện thần Phật hiện thế. Người dân ở trấn đều bị bọn chúng lừa gạt hết. Thần Phật hiện thế, thế cũng nhìn thấy sao? Nhìn thấy rồi, nhưng nó không khoa học. Sớm muộn gì cũng có ngày ta cũng tìm ra bí mật của bọn chúng. Phải rồi Liệt Quân, theo muội thấy không bằng đánh nhanh thắng nhanh. Quân đem quân đội mở đường mau về qua trấn đi. Không thể độc đoán như vậy. Dù gì hiện tại cũng là nha môn làm chủ. Chỉ có điều hiện tại Biện Tử Quân có ý đồ phục hồi. Các nơi các phái đều đang quan sát, tiện thể thăm dò tên Triệu Quảng Hiếu, xem hắn rốt cuộc đi đường nào. Nếu như hắn có ý nương nhờ Tân Quán, lôi kéo hắn cũng không phải là chuyện không thể. Bây giờ Lục Giáp Môn gây náo loạn thành ra như vậy, thân là đạo doãn cũng không nói gì. Chỉ e rằng sư phụ,
Về chuyện này, ngươi đừng lo lắng, hao tâm tổn sức, giao lại cho con đi. Mặc kệ hiện tại đang tối ra sao, bình minh nhất định sẽ tới. Được rồi, mọi người không dễ dàng gì đoàn tụ cùng nhau, uống hết chén này nha. Nào, cạn. Tiểu Văn, nào. Nào, cạn. Sao lại tới đây? Chuyện của chúng ta nên tiến thêm một bước rồi. Liệt quân, huynh quên ước hẹn của chúng ta rồi sao? Tất nhiên là ta vẫn nhớ. Ngày cách mạng thành công mới là ngày chúng ta thành đôi. Hiện tại đã là dân quốc rồi, lẽ nào vẫn chưa tính là cách mạng thành công sao? Mục tiêu của chúng ta là xây dựng một thế giới mới tự do và bình đẳng. Nhưng hiện tại nước nhà vẫn nằm trong sự thao túng của những kẻ giả tâm, nên đương nhiên không tính. Nhưng nước có đại sự, nhà lẽ nào không phải đại sự? Có những người năng lực không đủ, bọn họ cũng chỉ có thể tới đây thôi. Nhưng mà Liệt quân huynh không giống như họ. Tương lai của huynh chính là trở thành đại anh hùng. Muội sẽ đợi huynh. Nhưng ta đợi không nổi. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Đây không phải là lý tưởng của chúng ta sao? Được rồi mà. Ngủ ngon nha. Cẩn Nhi, nếu như một ngày ta trở thành anh hùng thì muội có một nửa công lao. Liệt quân, con có cảm thấy Tiểu Văn lần này trở về, con biết sư phụ muốn nói gì, nhưng con nghĩ đệ ấy vào Nam ra Bắc hẳn đã trải qua không ít chuyện. Con là sư huynh của nó, phải giúp đỡ nó nhiều hơn. Dạ đương nhiên. Đối với cái lục giáp môn này, bước tiếp theo con định làm thế nào đây? Con muốn tới chỗ của công sở đạo doãn một chuyến, xem giữa lục giáp môn và Triệu Quảng Hiếu rốt cuộc có gì ẩn giấu, cho đệ đi cùng với. Đưa hắn xuống lãnh tiền đi. Dừng. Đi thôi. Nơi mà đệ chuyển hàng lần trước cũng chính là công sở đạo doãn này. Nhưng tối hôm đó, có người âm thầm mai phục, muốn lấy mạng của đệ. Từ đó thấy rằng công sở đạo doãn nhất định có vấn đề. Công sở đạo doãn.
Làm cái gì vậy? Tuần tra đó. Đi thôi. Khoan đã. Đây, đem trà này đưa cho trưởng quan. Nhanh lên. Đi đi đi, chúng ta đi. Ta và Triệu Quảng Hiếu từng là đồng môn, gương mặt này chỉ sợ không giấu được. Đại nhân nói rất đúng. Nè, Triệu Quảng Hiếu, rót trà đi. Nếu không bọn ta uống kiểu gì đây? Dạ. Có bị ngu không vậy? Linh hoạt lên một chút. Đại sư, bước đi này đúng là không tệ đó. Cái này không phải đều nhờ vào đại nhân ngài sao? Nhưng tiếp theo nên đi thế nào? Đại nhân, đại nhân, phải nhờ ngài chỉ đường rồi. Cái này ngài không cần phải lo lắng đâu. Ta chỉ một. Là ai đó? Ngươi mù sao? Xin lỗi trưởng quan. Xin lỗi trưởng quan. Cút cút cút. Đi ra ngoài xem là ai. Dạ dân. Tôn Trạch. Lục Giáp Môn này quả nhiên có quan hệ với tên Triệu Quảng Hiếu. Sư huynh, sư huynh, những năm nay trong lòng của đệ có vài lời luôn không biết là nên nói cùng ai. Sao vậy Tiểu Văn? Từ nhỏ tới lớn chúng ta đều không có bí mật. Có lần nào tên tiểu tử đệ trộm thịt ăn dụng mà không phải là ta thay đệ chịu đòn hay sao? Nào, có gì cứ nói ra đi. Ta cũng không phải là sư phụ. Lần trước tỷ thí võ nghệ, Quỳnh chắc cũng có thể cảm thấy được. Võ công của bổn môn, cái này không quan trọng. Ta thấy đúng là cả ngày dùng súng, võ công cũng gần như quên hết rồi. Nhưng đệ không giống như vậy. Cố lên. Đệ lạc vào hang sói. Cùng sói sống chung hơn một năm. Từ đó trở đi, mỗi khi gặp phải nguy hiểm, đệ luôn cảm thấy mình không thể khống chế bản thân. Lần này vận chuyển hàng lại phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Đệ còn tưởng rằng đó là vấn đề của đệ. Nhưng khi nghĩ lại, rất có khả năng là liên quan tới món hàng đệ đã chuyển. Cho nên, để nhất định phải điều tra được bí mật của Lục Giáp Môn. Sẽ có cách thôi. Sư huynh, giả dụ như có một ngày, đệ thực sự biến thành giả thú, đệ chỉ hy vọng người cản đệ lại chính là sư huynh. Đừng có nghĩ linh tinh.
Nếu có dính líu tới lục giáp môn thì ngược lại càng có thể giải thích. Phần nữa đều là mánh khóe tạo ảo giác. Ảo giác sao? Có đôi khi mắt thấy không nhất định là thật đâu. Sư huynh, đệ có một chủ ý này. Mau xem đi. Vô lượng lão tổ. Sắp hiển linh rồi sao? Chính là cái mùi hương này. Quỳnh ngửi thấy không? Chút nữa bác cứ đứng thế này, đừng động đậy nha. Sau đó nhấn là được rồi. Lục giáp thần định hiện thân. Vô lượng lão tổ, vô lượng lão tổ phù hộ, vô lượng lão tổ phù hộ, vô lượng lão tổ, vô lượng lão tổ phù hộ. Sao vậy Tiểu Văn? Sư huynh, trong khói này nhất định có vấn đề. Vô lượng lão tổ phù hộ chúng con, vô lượng lão tổ phù hộ chúng con. Người có thể bị mê hoặc tâm trí, nhưng máy móc sẽ không nói dối. Liệt Quân, làm tốt lắm. Sư phụ, tiếp theo chúng ta làm sao đây? Con điều tra qua rồi. Vô lượng lão tổ hành tung thần bí. Nếu như không tìm được chỗ hắn ở thì sẽ rất khó phá giải quyền cơ bên trong. Trần Tứ Hải. Hải gia bên này. Hải gia, Tôn đại tiểu thư ở ngay bên trong đó. Uống nhiều rồi. Người nói nhảm gì vậy? Hải gia ta là loại lợi dụng người khác khi gặp khó khăn sao? Phải không? Phải, cái gì? Không phải, không phải. Tốt bụng đưa người ta về nhà thôi. Đưa về nhà của ta. Bảo bối nhỏ, ta tới rồi đây. Được lắm. Được rồi, tiểu cô nương, ta tới đây. Thật không ngờ tiểu cô nương cũng nặng thiệt đó. Chuyện gì vậy? Dám kêu một tiếng, ta đánh chết ngươi. Được, ta không kêu. Đem những chuyện ngươi biết về lục giáp môn nói ra hết đi. Tôi không biết gì đâu. Lần này thì Hải gia thật sự chơi sướng rồi. Tôi đã nói rồi mà. Xem ra bây giờ thật sự không xuống nổi rồi. Hay là chúng ta đi đi. Đi 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 đi. Đứng lại đó. Đây.
kẻ nào dám xông vào lục giáp khung của ta. Đến đi. Tự tìm cái chết. Chạy đi. Thúc Vân, Thúc Vân. Thúc Vân, là ta đi, là ta. Thúc Vân. Sao rồi? Lục chấp cung bị vô lượng lão tổ quỷ rồi. Chứng cứ cũng mất hết. Triệu Quảng Hiếu chạy không thoát, bắt hắn ta. Không được đâu, quá nóng vội. Hắn dù gì cũng là quan viên được bách tính thừa nhận. Hắn ngã xuống thì qua trấn cũng sẽ loạn. Và Quynh đem theo quân của Quynh, mở đường máu về qua trấn đi. Mở đường máu sao? Chúng ta không phải thổ phỉ, phải có lý do chính đáng. Lục chấp môn vừa mới khôi phục. Được rồi. Nào, Thúc Văn, đừng sợ. Đừng sợ, có sư phụ ở đây mà. Sư phụ. Sư huynh của con đã nói hết với ta. Không sao, không sao đâu. Sư phụ. Con xin lỗi sư phụ. Con khiến cho người thất vọng rồi. Đứa trẻ ngốc. Con có biết vì sao trước đây ta nghiêm khắc với con như vậy không? Đó là để cho con làm người ngay thẳng. Lúc trước ta để con lưu lạc bên ngoài, còn để cho con đem theo tấm lệnh bài này theo bên người, chính là để hy vọng con không bị cái giang hồ hiểm ác này nhúng chàm, vĩnh viễn giữ tấm lòng lương thiện. Mà con bây giờ khiến cho ta mừng vui trong lòng đó. Tâm của con thuần lương, con cứ đi theo trái tim mình sẽ không sai đâu. Sư phụ tin tưởng con. Ngũ thế kỳ xương. Chính phủ trung ương lệnh ngươi xuất binh chi viện, ngươi lại chậm chạp không thấy động tĩnh. Ngươi muốn làm gì đây? Trong tay tôi chỉ có vài cây súng rách. Người ta là lang sói, mà tôi chỉ là một con chó nhỏ.
ta đánh chết ngươi. Lão đầy sẽ bắn chết ngươi ngay. Tướng quân, xin tướng quân cho tôi một con đường sống, cút đi. Họ bàn kia, cho ngươi thể diện ngươi lại không cần, tưởng ta sợ ngươi sao? Thiên mang thần dược này đúng là kỳ diệu. Liệt quân, Liệt quân, người đâu rồi? Không biết là nó có lén lút đi đối phó Triệu Quảng Hiếu hay không. Để con đi giúp cô ấy. Con lại đi Lục Chấp Cung tìm chứng cứ Triệu Quảng Hiếu cùng Lục Chấp Cung cấu kết. Như vậy, cho dù sư huynh con thực sự xử lý tên Triệu Quảng Hiếu, chúng ta vẫn có cái để yên tâm. Dạ được. Các ngươi đúng là có ích thiệt đó. Uổng công ta tin tưởng các ngươi. Cái Lục Giáp Môn này xem ra không giữ được nữa. Đừng mà Triệu trưởng quan, đừng có dẹp, có phải không? Phải. Tiền mà tôi bỏ ra, tôi còn chưa thu được vốn mà. Liệt quân huynh, Lục Giáp Môn chính là do hắn đốt. Sao trễ vậy rồi mới tới? Triệu lão huynh, chúng ta trước đây đã ước định trong thư liên thủ làm việc. Huynh cung cấp thần dược, tôi cung cấp quân đội. Có phải vậy không? Chuyện này nghe tôi giải thích đi, có phải không? Có phải như vậy hay không? Phải. Vậy sao huynh còn tạo ra cái thứ Lục Giáp Môn ngu xuẩn đó? Những kẻ này không phải cướp giật thì là trộm cắp. Sao có thể làm được việc lớn vậy chứ? Tôi đây không phải muốn là thu về một chút vốn sao? Vậy thì huynh cũng phải giữ lại chút đầu óc. Huynh có biết bọn chúng đã cắt xén ăn chặn bao nhiêu không? Giỡn sao? Nhìn gì mà nhìn? Chạy mau. Người đâu? Đuổi theo cho ta. Đừng đuổi nữa. Liệt quân huynh, đừng có tức giận mà. Huynh coi, đây là thành quả mới nhất mà hôm trước vừa chuyển tới. Hiệu quả dược liệu còn mạnh hơn 100 lần. Nghiệt đồ. Sư phụ, Dương Liệt Quân, cái thứ nghiệt đồ nhà ngươi. Sư phụ, người sao lại tới đây? Nghiệt đồ. Sư phụ, đừng gọi ta là sư phụ. Ta không có thứ đồ đệ như ngươi. Sư phụ, thủ hạ của con đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Thế giới bên ngoài tàn khốc hơn người tưởng tượng nhiều đó. Mà con mới là người phải chống đỡ tất cả. Rất nhanh thôi,
kẻ địch sẽ động thủ với con. Chỉ có cái này mới có thể giúp quân đội của con lấy một địch trăm. Đây là sức mạnh của khoa học. Khoa học sẽ không mê hoặc nhân tâm, sẽ không cho con người mất đi lý trí. Được làm vua thua làm giặc, đó mới gọi là chính đạo. Đem những thứ rác rưởi cũ rích lạc hậu kia quét sạch hết thì mới có thể trở thành vua thật sự. Là người như tôi đây, tôi đang vượt mọi chông gai trong cuộc chiến tranh đẫm máu, đang nắm giữ vận mệnh của chính mình, còn các người thì sao? Chỉ để ý tới những chuyện nhỏ nhặt thôi. Giống chỉ người không cần biết những chuyện này. Nhưng bây giờ tôi đã có thể nói với sư phụ. Đừng có ý định mà ngăn cản tôi, bởi vì tôi không thể nào ngăn cản được đâu. Dương Liệt Quân, ngươi nên nhìn kỹ lại dáng vẻ của ngươi khi này đi. Sư phụ, người nên vì ta mà tự hào. Lục Giáp Môn là tà giáo, đã bị tiêu diệt rồi. Các người đều về nhà đi. Bọn họ đều là cô nhi, không có nhà ở đâu. Vậy còn đệ thì sao? Đệ là đệ tử dưới trướng của Vô Lượng Lão Tổ, luôn ở cùng ông ấy ở Thiên Lộc Sơn. Vô Lượng Lão Tổ chạy trốn rồi, không đủ sức lo cho đệ đâu. Đệ biết ông ấy ở đâu? Đạo Doãn trưởng quan có lệnh. Lục Giáp Môn là tà môn, chúng dùng yêu thuật mê hoặc lòng người. Tên phạm nhân Ngô Trọng Phong thực ra là kẻ đầu sỏ của Lục Giáp Môn, ngấm ngầm thao túng, ý đồ giám sát quan viên chính phủ, hiện đã bị xử tử. Dân chúng qua trấn, nếu ai có liên quan tới Lục Giáp Môn, hết thảy phải nghiêm trị không tha. Thúc Văn, là ta đây. Tiểu Văn, chúng ta không còn sư phụ nữa rồi, sao lại thành ra như vậy? Tối qua ta đi ám sát Triệu Quảng Hiếu, sư phụ lần đi theo ta đằng sau, không ngờ bọn chúng có gài cạm bẫy, sư phụ liều mạng chống lại mới giúp ta thoát ra. Tiểu Văn, Tiểu Văn, Tiểu Văn à. Tiểu Văn, đệ nhất định không được kích động. Ta đã mất đi sư phụ, ta không muốn lại mất thêm đệ đâu. Đệ cứ yên tâm đi, ta sẽ đem theo quân đội về đây báo thù cho sư phụ. Hôm nay huynh đệ chúng ta đành phải ở đây tiễn biệt sư phụ. Sư phụ, con nhất định sẽ báo thù cho người.
Ta đi đây. Muội đi cùng huynh. Không được đâu, hiện tại cả thành đều đang lùng bắt ta, muội theo ta nguy hiểm lắm. Tiểu Văn, giúp ta chăm sóc tốt cho Cẩn Nhi. Tốt, tốt thiệt đó. Chỉ cần nghĩ tới cái gì thì cái đó liền tới. Làm gì chị? Định làm gì? Quấy rầy nhã hứng của ông đây. Ta xem là ai? Vô Lượng lão tổ, đích thân giáng lâm, tính nam tính nữ, mau tới bái kiến. Mời chư vị tín đồ đưa hai tay lên, tiếp nhận lão tổ sẽ đại phú đại quý. Gần được rồi. Là lừa đảo sao? Phải đó. Lừa đảo? Thì ra là lừa đảo. Làm gì có pháp thuật chứ. Đúng là tên lừa đảo mà. Chết là đáng. Lừa đảo, đồ lừa đảo. Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện. Mặc kệ hắn đi, chúng ta đi. Liệt quân huynh, đây là loại thuốc mới do người của tôi nghiên cứu chế tạo ra. Không chỉ có khả năng đem sức chiến đấu tăng lên tới đỉnh điểm, mà có thể đảm bảo bọn chúng một mực nghe theo lệnh của huynh. Có được cái này, tôi chờ huynh xử hết quân đội của ba tỉnh bọn chúng, thu phục cả Trung Nam, nhất thống thiên hạ.
Các ngươi thực sự không nên tới đây. Có phải ngươi, Tiểu Văn, đừng hỏi nữa, không có ý nghĩa đâu. Bây giờ ra khỏi đây, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Chúng ta chẳng là huynh đệ tốt, có được không? Bắn một phát cho chết luôn, khỏi lằng nhằng phía công phía sức. Ngươi ồn ào thiệt đó. Dương Liệt Quân, tên đê tiện khốn kiếp nhà ngươi. Tại sao quân lại lừa ta? Cứ muốn biết chân tướng như vậy sao? Bị ta lừa gạt không tốt hay sao chứ? Chờ ta đánh xong trận này, các người sẽ không cần phải biết gì hết, cũng không cần phải thay đổi gì hết. Còn bây giờ thì kết thúc thế nào đây? Người đúng là vô liêm sỉ. Nổ súng đi. Nổ súng. Nổ súng đi. Ngay cả chốt súng muội cũng không biết mở, lấy gì làm cách mạng? Người cách mạng thực sự là người có tình yêu thương chân thành với nhân loại, chứ không phải giống như bây giờ, xem mạng người như là cỏ rác. Giết ta đi. Ta thực sự rất yêu muội, nhưng mà đáng tiếc là muội không hiểu ta. Sư huynh, trước đây luận võ đều là huynh nhường đệ ba chiêu đầu. Hôm nay đệ nhường huynh. Ngươi nhường ta sao? Được. Hôm nay ta sẽ cho ngươi tội nguyện. Ba chiêu đã hết. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Là huynh đã khiến cho đệ hiểu rằng con người còn đáng sợ hơn dã thú. Ta không phải là dã thú và cũng không phải là người. Ta là thần nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Giết hắn ta. Thần dược trong tay của ta, ta chính là thần. Thúc Văn, Thúc Văn, hãy ghi nhớ lời của ta nói với con. Hãy đi theo trái tim của con. Thần thì làm sao có thể chết được chứ?
Thúc Văn, Thúc Văn, Thúc Văn, mau dậy đi. Thúc Văn, Thúc Văn. Cha, con biết cha không nỡ xa con, nhưng con muốn đi theo trái tim của mình, đi ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Tiểu thư, Lê sư phụ đi rồi, để lại cho người cái này. Chị Tôn Cẩn thân mến, chị vẫn bình an phải không? Lần này không từ mà biệt, và mong tỷ rộng lòng tha thứ. Chỉ là đệ vẫn không có cách nào đồng hành cùng tỷ. Tỷ thường nói thế giới này như đang say ngủ, cần phải thức tỉnh. Nhưng rốt cuộc cái gì là mộng, cái gì là tỉnh, đệ lại không thể phân biệt rõ ràng. Nếu như không thể phân biệt rõ ràng thì không thể làm điều liều lĩnh. Nhưng ngày sau còn dài, thế giới rộng lớn, sau này còn gặp lại. Đệ Thúc Văn.